Cách đây 6 năm, sau khi tiến hành xét nghiệm gen, ngôi sao Angelina Jolie nhận được thông tin cô có 87% nguy cơ ung thư vú và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng do màng cặp gen lỗi. Vậy là nữ minh tinh đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ mô vú có khả năng mang mầm bệnh ung thư, căn bệnh từng cướp đi tính mạng của mẹ cô. Sau khi nữ diễn viên chia sẻ thông tin của mình tới người hâm mộ, một làn sóng mạnh mẽ tại Mỹ về việc tiến hành giải mã gen đã nổi lên. Số người Mỹ sử dụng xét nghiệm giải mã gen đã tăng lên gấp 2 lần so với trước trong vòng 2 năm trở lại đây. Tại nhiều bang ở Mỹ và ở nhiều nước trên thế giới, trẻ em đã được xét nghiệm gen ngay từ khi còn rất nhỏ. Khi mọi người biết được thông tin di truyền của mình từ sớm, họ có thể thay đổi cách sống của mình, tới bác sĩ khám thường xuyên hơn. Điều này đã thôi thúc ông Cao Anh Tuấn, một cựu chuyên gia công nghệ của Google, được công nghệ giải mã gen bằng trí tuệ nhân tạo do mình sáng tạo ra về Việt Nam không cần phải lấy máu mà chỉ cần một mẫu xét nghiệm từ nước bọt, các tiến sĩ chuyên ngành gen tại Mỹ sẽ phân tích và sau 6 đến 8 tuần, kết quả của việc giải mã gen sẽ được chuyển giao đến người dùng. Công nghệ Genetica được khẳng định là có độ chính xác tối thiểu 99% và với chi phí thấp hơn nhiều so với ở Mỹ, chỉ từ 5 triệu đồng đến 23 triệu đồng về gen không thôi mà để nghiên cứu ra thì cũng rất là khó nên là phải ứng dụng rất là nhiều các cái công nghệ cao và ví dụ như sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm thiểu cái thời gian nghiên cứu ngồi để phân tích từng từng cái gen một thì sẽ khó khăn hơn rất là nhiều mất đến 2 đến 3 năm nhưng mà khi sử sử dụng trí tuệ nhân tạo vào thì cái thời gian uh, nghiên cứu uh, giải mã gen đấy nó giảm xuống rất 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 là nhiều nên nên là mình có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí và thời gian. Việc giải mã gen sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về hệ gen của mình, đặc biệt có thể sàng lọc 18 loại ung thư di truyền phổ biến tại châu Á. Không những vậy, việc giải mã gen từ sớm giúp cá nhân hóa chế độ luyện tập và dinh dưỡng hiệu quả, phòng ngừa các căn bệnh tiềm ẩn. Điều này đã mở ra một hướng đi mới cho việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.